Dạ, cũng để tiếp tục chương trình trong buổi giao lưu hôm nay. Tuấn Hành và chị Hèn Ngọc Nga song ca bài dụng cổ mang tên Chợ Mới Quê Em. Chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi giặt áo, ra bờ sông những hẹn lừa đôi mang áo phơi cho anh nhìn mà thân lẻ ông người ơi, con trôi xuôi dòng sông đứng chờ. Trong người xa anh hiền như em, mãi có cây đến cao cầu nhờ người sẽ yên tình ta. Em chớ lo âu sầu, anh sẽ tự cùng nhẹ cha. Chúng ta mong đời như nước trên dòng đừng bà con cô bác có biết không, hai chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gặp đầu, còn mẹ thì lại quen rồi. Mẹ bảo, mẹ bảo là sao vậy? Mẹ bảo gì nè? Thằng tăng cái tăng cọc càng về sau này sợ không nghe bị nắng nên bà cứ dùng dằn bàn tay bàn lui chưa cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa cho chẳng. Làng xóm bàn tới bàn lui anh buồn đi xa buồn từ cái bữa nhà hôm có lệnh tòng quân sao anh không cho em biết, nhưng anh chỉ sợ sợ cái lắc đầu và một tiếng nói không rồi mình ngó mong cứ nói chuyện lòng vòng chi rồi buồn cho người đi kẻ ơi. Vẫn nhớ em dù tuổi tình thương em, anh sửa cái tấm cọc cần để mẹ quý.
giờ mới để thầm em. Ơi đồng sông trong người xa dường như trong thấy chi áo tàn vơi dòng sông chờ mấy em ơi thương nhớ hoài dù chưa hẹn tình ta. Thượng sĩ tánh hết hiền lành được đồng đội thương dân quê nghe nói chưa tròn câu chiếc quái trầu trên tay mẹ dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi sống giữa em giặt áo cuối trưa hè.